lấy ông chửi, ông chửi lấy ông là bữa ông buồn á, đó. Đó, bữa ông buồn là mấy trăm, còn quá bữa, ui chết mẹ đi. Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 28 tháng 8 năm 2023, xe tải biển số 47C-10444 chạy trên quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi thành phố Hồ Chí Minh khi đến địa phận thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng bất ngờ mất lái va chạm với xe khách biển số 47B-02320 chạy chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến xe khách lật ngang sang bên phải đường, còn chiếc xe tải cũng hư hỏng phần đầu. Vụ tai nạn khiến xe khách hư hỏng nặng, nhiều hành khách bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Quốc lộ 14 qua khu vực tai nạn ùn tắc kéo dài hơn 2 km. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng đến hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông và hỗ trợ người bị nạn. Thời điểm tai nạn xảy ra trời đang có mưa khiến mặt đường khá trơn trượt. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.